Không phải vấn đề thẩm mỹ, đây mới là lý do chính khiến các cô, các chị lớn tuổi bận tâm và mong muốn cải thiện ở vùng mắt. Chúng ta đến với tình trạng của cô năm nay 60 tuổi rồi. Cô năm nay 60 đúng không cô? 59. 59, ok. Cô thấy mắt mình như thế nào? Cô là mắt kiểu nó bị sụp mí. Cái việc sụp mí này nó gây cho mình bất tiện gì? Bất tiện là ví dụ như mắt nó nhỏ bé xuống là nhìn cảm giác hơi khó với lại nhìn nó xấu. À, nó vướng nữa đúng không? Và với những vấn đề của cô thì thẩm mỹ chắc là một chuyện thôi, nhưng mà nó còn là mình loại bớt cái da dư để nó cải thiện cái tầm nhìn nhé. Đấy, thế thì cái trường hợp của cô thì nó sụp rất là nhiều hai bên này, cái nếp mí thì thôi mình chấp nhận cái nếp mí cũ như thế này, nó không được đều hoàn toàn hai bên đâu, nhưng mà mình cải thiện cái tình trạng sụp thôi. Vì cái cung lông mày này nó sẽ thấp quá rồi, mình sẽ phải bỏ đi bớt đi một phần. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Người dùng